Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương cùng đoàn công tác thành viên Ban chỉ đạo Trung ương, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam làm việc tại tỉnh Con Tum nhằm đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động. Việc thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Con Tum thời gian qua đạt nhiều kết quả. Cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân về hưởng ứng cuộc vận động nhận diện và sử dụng các mặt hàng sản xuất trong tỉnh và trong nước, thiết lập được các kênh phân phối, đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng, nhất là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh thành lập được 5 điểm bán hàng Việt Nam, có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm vào cửa hàng tiền lợi, cửa hàng ô cốp siêu thị công tác đấu tranh chống hàng giả, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại được kiểm soát chặt chẽ. Có trên 80% người tiêu dùng đánh giá cao chất lượng, độ tin cậy và chọn mua sắm hàng hóa sản xuất trong nước. Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh Con Tum trao đổi những vấn đề như việc triển khai cuộc vận động còn thiếu sự đồng bộ, doanh nghiệp chủ yếu quy mô vừa và nhỏ, nên nỗ lực phát triển sản xuất bán hàng còn hạn chế, điều kiện kinh tế của bà con vùng dân tộc thiểu số khó khăn, nên triển khai cuộc vận động chưa đạt kết quả cao. Tỉnh Con Tum đề nghị các cấp tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Con Tum trong thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị tỉnh Con Tum kiện toàn ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp ngành đơn vị, nâng cao hơn nữa vai trò của các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong việc tuyên truyền đến người dân về cuộc vận động, nhất là ở vùng sau vùng xa, ra soát bổ sung các chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng, đầy mạnh quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương ứng dụng mạnh mẽ kênh phân phối thương mại điện tử